Ngày hôm nay thì nhà vườn Khánh Võ bên em lại tiếp tục lên hàng để chuẩn bị đi giao cho khách hàng, bên em giao rồi trồng luôn. Đây là cây chả lá ba hy, loại ăn trái rất là ngon. Hiện tại là cây nó đang cho trái này các bác anh chị. Bên em đang đóng gói cái trái như thế này rồi. Đây là cái cuộn trái này. Cái đơn hàng này thì đi phải tới hai xe, là đây xe này là xe cẩu với lại một xe ở bên kia. Xe bên đó là để chở cây thôi. Trồng cũng khá là nhiều cây các bác anh chị. Hiện tại thì nhà vườn Khánh Võ bên em có rất là nhiều các cái loại cây ăn trái ngon, chất lượng, độc lạ như là trà là này, nho thân cổ, lựu Ấn Độ. Hiện tại là cây nó đều đang cho hoa cho trái và còn nhiều loại cây khác nữa. Quý cô bác anh chị ai mà quan tâm những cái dòng cây ăn trái ngon, chất lượng, hãy liên hệ ngay nhà vườn Khánh Võ để được chọn cây đẹp vừa ý. Bên em thì có xếp hàng toàn quốc bằng các cái phương tiện vận tải như là xe tải, xe cẩu hoặc là những cái xe lớn. Với những cái cây lớn thì bên em đi xe siêu trường siêu trọng luôn cô bác anh chị. Những cái đơn hàng nhỏ, những cái cây nhỏ như thế này, từ như thế này thì bên em sẽ vận chuyển bằng những đơn vị uy tín như là Viettel Boss nhé các bạn anh chị nhé.